Danh Thật chào tất cả mọi người ha. Chào mừng mọi người đến với kênh Danh Thật Vlog nha. Hôm nay mình đi câu cá đồng mọi người. Hôm qua thì có đi câu cá ở dưới điểm dưới Phước An nha mọi người. Mình nhìn ra sông câu nha mà thất bại người ơi. Đi ra ngoài đó thì sông thì nó cũng lớn mà cá thì cũng có, nhưng mà cá nóc nhiều người, cá nóc nhiều, cá nóc nó ăn đứt lưỡi chân luôn nha. Cá nóc mà nó cắn ăn là xác định là không còn cái lưỡi người, răng nó bén lắm nha người. Rồi giờ xong thì mình về mọi người, về không 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 có cá nhiều nha. Giờ mình đi địa điểm này là ở đồng nha mọi người. Đây xong rồi mọi người, đây mình đang ngồi câu ơi cạnh miệng cống nè. Nãy mình lại mình tính xin chú vuông ra ngoài này câu mà không thấy người nha mọi người, không thấy ai ở nhà cho nghe. Ở ngoài này có mấy cái bè nha mọi người, bè ta nuôi cá nha mọi người. Giờ em câu đây nha. Quay ra một vòng vòng người xem nha. Kia là có cái cầu đang làm nha, cầu đó là làm qua đi đường cao tốc nha mọi người, đường cao tốc nha. Nói thì ở đây nối từ đầu Vũng Tàu nối xuống dưới Cần Thơ luôn nha, nối tiếp cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận luôn á. Đó, đó đang làm nha mọi người. Giờ xong ở đây nha mọi người, ở đây có mấy cái bè nha mọi người. Sông này là sông Đồng Chanh mọi người, ở đây là sông Đồng Chanh nha, ở Nhân Trạch Đồng Nai nha mọi người. À, nghe mọi người, nghe mọi người. Trời ơi con cá nóc, ôi trời đứt lưỡi luôn này, thất bại rồi anh em ơi. Đi nãy giờ là câu nè, anh em biết con cá này cá gì không mà thấy nãy giờ dính 5-6 con vậy anh em, mỗi lần dính là mỗi lần đứt lưỡi hết trơn nha, răng nó kinh khủng thiệt chứ. Cắn một phát rồi đứt cái lưỡi luôn anh em ơi, nè em mới dốc nó đưa cho anh em xem này. Nè anh em thấy cái lưỡi không, thấy cái nhợ không, nè anh em thấy không, nè kè lại cho anh em thấy nha, đứt hết trơn luôn rồi nha. Rồi, điểm này ở đồng nha mọi người. Đây. Đấy. Điểm mà đẹp nha mọi người, đây là cánh đồng ruộng nha. Ở trước chỗ này là mình có đi một lần, lúc đó là ta mới xạ lúa nó còn thấp nha mọi người. Giờ mình quay lại cái điểm này nha, bữa nay ta rút nước nha mọi người, rút nước rồi lúa cũng sắp chín này nha mọi người. Đấy. Lúa sắp chín nè. Đây. Đây là như ở miền Tây vậy. Bằng rồi lục bình rồi đó, dây dây cám rồi, nhiều có dây cám luôn rồi đó. Giống như miền Tây nha. Mà ở đây là Tam An, Long Thành, Đồng Nai nha. Giờ mình xuống câu rồi, xuống cần nha. Ra cần hơn em ơi. Hôm nay mình sẽ câu 2 cần nha. Cần Đế Vương nha. Đế Vương và Chiến Thần nha mọi người. Trên cần này có mình có shop nha mọi người, mình bỏ đường link lên shop, mọi người có mua thì vào đường link nó mua nha mọi người. Cần câu, lưỡi câu, phao, combo luôn nha, có combo luôn nha. Rồi xuống cần thôi. Đấy, coi nước sao. Bữa nay nước cạn dữ vậy ta. Chết rồi, nước cạn quá. Ăn rồi. Ồ, đi sao đánh được? Rồi. Buông rồi đánh. Dục nha. Lôi rồi, lôi em rồi, có dấu hiệu lôi rồi nghe. Thấm giờ chưa có con nào em rồi. Buồn rồi nghe. Đợi xíu à. Con lôi nó buồn ra. Chưa xuống được cần nào nó nghe mọi người. Đang tóm xuống cần nha. Đó, nó ăn nghe, ăn nghe. Đó, ăn nghe rồi. Ăn nghe rồi. Buông rồi, lại buông tiếp rồi. Con
còn còn cá gì nó gị gị thôi nha mọi cá gì nó gị gị thôi đó đó dính rồi dính dính phi 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 rồi con đầu tiên nghe ngoài thấy không rồi thấy không có nghe anh ơi à một em nghe không? Một em nghe mọi người mập nha phi này cũng mập lắm rồi cá uống nu rồi nha có nhớt nha anh ơi em có nhớt rồi anh có nhớt chưa vô lòng vô lòng vô gọng người ơi có nhớt còn đầu tiên đầu tiên nha bỏ xuống lôi luôn cái gì trời lên tim lắm mà nghe cá nó lên tim lắm rồi anh Đông ơi cá nó lên tim mà mùng luôn á rồi xuống thêm cần nữa nha rồi nãy giờ mới được cần nữa nha thôi cần này xuống ở đây ủa chỗ này sâu vậy này chỗ cạn chỗ sâu anh ơi cái dưới này sâu nè này ăn nghe rồi ăn nghe rồi dính nha dính nha phi 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 nghe rồi có nhớt cho anh ơi hình như cái điểm này là tôi đi câu rồi anh câu không được sao á kỵ tôi sao anh đâu điểm này tôi đi câu anh câu không được sao á kỵ để ăn rồi ăn rồi con gì đây con gì đây phi nha phi người lên nữa anh ơi xin lỗi em lên cá nó nghe anh ơi đúng rồi ồ phi nhỏ người ủa tiêu rồi dính luôn hả ủa phi con vậy con không trời à. Mới đẻ hôm qua ở nhà đi không chịu đâu gà cần tiếp nha con nào chưa anh ơi con nào chưa nó dục dục cám xuống nó lên tim ghê lắm nha mà nó không ăn vậy ta cám xuống nó cài tim mà mùm luôn á phi
sáng mình chưa ăn sáng, mình ăn sáng. Dính nữa anh ơi. Phi nha. Rồi xuống còn tiếp nè rồi. Ăn đâu rồi. Mình đang ăn nó cũng ăn luôn. Đã nữa rồi, con nó phi nữa nè. Con cá rồi đang ăn cá nó ăn dạ yeah. Cái ăn cá này nó ăn không ngon bằng cá phi nước mặn đâu người. Được con cô đồng mọi người, không bấm máy kịp nha. Cô đồng nha, cũng to to này, trứng không à, con này trứng không á. Dính con cá, con cá bóng anh em ơi, con bóng chưa được kịp bóng máy nha, bóng cát nha, to nha. Ủa, cá bóng nó cũng chạy ghê lắm chứ bộ à. Ủa, sao nó dính mép ngoài không ơi. Ok. Ăn nha. Ăn. Đấy. Chạy đâu. Rồi, cá bóng nha anh em. Mà không kịp bóng máy nha. Nước lũ nữa nha, để gỡ ra nha anh em. Trời ơi trời, cái gì mà nó nhịp nhịp kinh nhưng không dính trời. Trời ơi, cá trắng không ơi. Trời ơi, mấy con cá mấy gầm ông ơi, vỡ như vậy đi ăn rồi giật 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 mà không có giật được. Vậy. Ăn anh em ơi. Ăn anh em ơi. Trời ơi. Nó téo. Téo tẹo tèo teo. Ăn đầy bụng luôn á. Hả? Ăn nghe không rồi. Ăn nghe. Không vậy đây. Không dính mà. Ăn mà không dính. Giờ cá nó cũng hết ăn anh em ơi, mưa cũng tới giờ dọn về nha. Cá giờ trưa rồi nó hết ăn rồi, mưa rồi, tại mình đường này đường mình vô đường sình nha mọi người, mưa quá là mưa lớn là ướt sình đất không ra được nha, không chạy xe ra được nha mọi người. Giờ tranh thủ về thôi nha. Cá hôm nay thì cũng không có nhiều mọi người, chắc cỡ 2-3 kg gì đó, để coi được nhiều, tại vì cá nó cũng to thôi nha, chứ không có nhỏ nha. Giờ mình dọn cần về thôi, mưa rồi, nhanh thủ đi. Anh Đông thì bữa nay báo cá của anh Đông nha, anh Đông anh câu được 3 con cá rô phi, 2 con cá bóng nha, tổng cộng là 5 con nha, nhiều thì biết luôn. Bắt nạt được mấy con cá nước mặn, nước mặn giờ không bắt nạt được nữa chứ. Đó, con cá đó của anh Đông đó, báo cá anh Đông đó. Mỗi mình ở dưới này nha, chưa biết bao nhiêu nha, giờ đem lên coi thử coi. Em vẫn coi mọi người. Ui, mà bự không nha. Đây mọi người, được nhiêu đây nha, chắc cỡ 2 kg hơn rồi đó, 2-3 kg. Bữa nay mưa rồi, tranh thủ về mọi người. Mọi người thấy video hay cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nha mọi người. Mọi người có mua những sản phẩm cần câu hay là phao đồ combo cần câu đồ thì trong
đường link, mình bỏ đường link ở dưới phần mô tả nha mọi người. Mọi người vào đó mua nha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều.